Kính chào toàn thể bà con nhân dân đã đến với Thế giới Dược liệu Xanh Nam Dược Phan Kỳ, kênh thông tin hữu ích cho sức khỏe đời sống. Trong video lần này, Thế giới Dược liệu Xanh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về Thảo Quyết Minh. Thảo Quyết Minh vị mặn, tính bình vào hai kinh can và thận, có tác dụng thanh can, ích thận, khử phong, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiện, dùng chữa thong manh có màng, mắt đỏ, nhiều nước mắt, đầu nhức, đại tiện táo bón. Người yển lòng không dùng được, Thảo Quyết Minh còn gọi là Quyết Minh, hạt muồng, đậu ma, giả lục đậu, giả hoa sinh, lạc rời. Thảo Quyết Minh là một cây nhỏ, cao 0,3 đến 0,9 mét, có khi cao tới 1,5 mét, lá mọc so le, kép lông chim, rìa chẵn, gồm 2 đến 4 đôi lá chét. Lá chét hình trứng ngược lại, phía đầu lá nở rộng ra, dài 3 đến 5 cm, rộng 15 đến 25 mm. Hoa mọc từ 1 đến 3 cái ở kẽ lá, màu vàng tươi. Quả là một giáp hình trụ dài 12 đến 14 cm, rộng 4 mm, trong chứa chừng 25 hạt, cũng hình trụ ngắn chừng 5 đến 7 mm, rộng 2,5 đến 3 mm, hai đầu vắt chéo, trông hơi giống viên đá lửa, màu nâu nhạt, bóng. Vị nhạt hơi đắng và nhầy, cây mọc hoang khắp nơi ở Việt Nam, khả năng thu mua rất lớn, vào tháng 9 tháng 11 quả chín hái về phơi khô. Đập lấy hạt, lại phơi nữa cho thật khô. Công dụng và liều dùng, theo tài liệu cổ Thảo Quyết Minh vị mặn, tính bình vào hai kinh can và thận, có tác dụng thanh can, ích thận, khử phong, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiện. Dùng chữa thong manh có màng, mắt đỏ, nhiều nước mắt, đầu nhức, đại tiện táo bón, người yển lòng không dùng được. Hiện nay nhân dân dùng Thảo Quyết Minh làm thuốc chữa bệnh đau mắt, người ta cho rằng uống Thảo Quyết Minh mắt sẽ sáng ra. Do đó đặt tên, Quyết Minh là sáng mắt, còn dùng ngâm rượu và giấm để chữa bệnh hắc lào, bệnh chàm mặt ở trẻ em. Qua nghiên cứu hiện nay người ta dùng Thảo Quyết Minh làm thuốc bổ, lợi tiểu và đại tiện, ho, nhuận tràng và tẩy, cao huyết áp, nhức đầu, hoa mắt, uống Thảo Quyết Minh, đại tiện dễ dàng mà không đau bụng, phân mềm không lỏng. Lá có thể dùng thay vị phan tả diệp, liều dùng hàng ngày 5 đến 10 gram hay hơn, dưới dạng thuốc sắc hay thuốc bột. Hoặc thuốc viên, chữa hắc lào. Thảo Quyết Minh 20 gram, rượu 40 đến 50 ml, giấm 5 ml, ngâm trong 10 ngày, lấy nước này bôi lên các chỗ hắc lào đã rửa sạch. Đơn thuốc chữa đau mắt, cao huyết áp. Thảo Quyết Minh 15 gram, long đờm thảo 3 gram, hoàng bá 5 gram, nước 300 ml, sắc còn 150 ml, chia 3 lần uống trong ngày. Thảo Quyết Minh rang hơi đen dùng pha nước uống thay nước chè dùng cho những người không chịu được nước chè, cao huyết áp mất ngủ. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho anh chị em bạn bè và người thân. Và đừng quên bấm nút đăng ký để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi.